Hello nhá, động cơ ô tô ông Thịnh. Kính chào tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc nhá. Chúc cho tất cả các anh em gặp nhiều may mắn, công việc lúc nào cũng thuận lợi nhá anh em nhá. Đây, một dãy máy này đang chờ đến lượt để lổ để gửi giao đi cho khách này. Thực sự là không biết lấy gì ngoài hai từ cảm ơn cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cơ sở động cơ ô tô ông Thịnh nhá. Chúc cho các anh em mua máy của bên em, cơ sở em về dùng thật bền, dùng tốt. Thực sự là càng ngày được càng được nhiều anh em ủng hộ thì không biết nói gì hơn cả, ngoài hai từ cảm ơn. Và có thể và luôn luôn tự nhủ là phải cố gắng để mang lại được nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, giá cả hợp lý hơn nữa, để phục vụ đến tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc, không phụ lòng tin của mọi người đã dành cho cơ sở của em nhá. Thì lúc sáng thì lúc vừa rồi em đã lổ xong cái đơn hàng con máy Mitsu 6D24 cho anh Giai ở Châu Thành, Kiên Giang. Thì anh ấy vui tính, thì anh Giai khách hàng quen mà, anh ấy vui tính, anh ấy bảo là lấy thêm cho anh một con máy Comin L375 nữa. Thì con 6D24 đã kiểm tra và bổ trục cơ xong. Kiểm tra và bổ trục cơ xong anh em ạ. Thì bây giờ là em sẽ sang cái phần video con máy số 2. Anh ấy lấy đơn hàng con máy số 2 là con máy Comin L375. Máy này thì không phải về bán về lắp xe đâu anh em ạ, mà anh ấy mua về để và lắp cho khách, bán cho khách là lắp vào tàu thuyền anh em ạ. Lắp vào tàu thuyền ở vùng Kiên Giang đấy, anh em chỉ chế cháo vào thuyền thôi, để chạy thuyền ở dưới sông thôi anh em ạ. Đây nha, thì con máy là trước đây anh đấy mua của em 4-5 con rồi, 5-7 con rồi. Thì đã từng mua rất là nhiều anh em ạ. Thì anh em toàn là khách hàng quen rồi, mỗi lần điện ra là đấy, lấy cho điện ở Hưng ơi, lấy cho anh vài con máy là lấy rồi anh em ạ. Thì đây là con máy Comin L375, bên cơ sở em thì còn lúc nào còn khoảng 2-30 con máy. Thì đây là con máy L375 mà em đã chọn cho anh Giai nhá, khách hàng quen. Con đơn hàng 6D4 đã xong rồi. Con này thì nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả mọi người. Máy này, xe này thường thường là anh em lắp vào đầu kéo này, hoặc là xe 4 chân, 5 chân này, nhiều lắm. Nhưng anh em ở trong Kiên Giang người ta mua về thường thường là để lắp vào tàu thuyền anh em ạ. Đây, máy này còn zin hết này. Máy tất cả lốc đen xì nhá. Máy này, dòng máy này nếu mà máy còn zin mới có giá trị thôi, còn nếu mà máy làm lại rồi nó không có giá trị mấy đâu anh em ạ. Turbo đen xì này, turbo nguyên zin của nó này. Đây, lắp cabo mà ốc quy lát nguyên zin nhá, đen xì đấy nhá anh em nhá. Đây, anh em xem này, hai bên giải lốc đen xì, tất cả gioăng đáy tắc kè nguyên zin hết này, chưa động chạm nhá. Máy này là tất cả bảo hành máy còn nguyên zin nhá, nguyên zin nó có giá trị thôi anh em ạ. Nguyên zin này, ốc quy lát nguyên zin này. Đấy, xoay một vòng cho tất cả mọi người cùng xem. Đây, đây anh em xem, hai bên giải lốc nguyên zin hết. Đây, anh em xem này, nguyên zin hết này. Đây, lắp cabo thứ nguyên zin này, đẹp không? Đẹp không? Bơm cao áp này, đen xì, nguyên zin hết nhá anh em nhá. Máy còn nguyên zin, bơm hơi cái thứ nguyên zin. Đây, nguyên zin hết, hai bên giải lốc, đẹp rực rỡ luôn. Máy này thì em hay bán vào xe, nhưng anh Giai anh toàn mua về cái vùng Kiên Giang ấy, thì anh ấy mua về để lắp vào thuyền, chế cháo vào thuyền thôi. Comin L375 nhá. Đây, mặt trước mặt sau nguyên zin hết, máy nó chạy rất là ít, vì thế mà nước sơn nó vẫn còn giữ được màu nguyên bản nhá, nó chưa bị cháy sơn nhiều đâu, giá trị nó vẫn còn rất là cao. Thì em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy này nhá. Con này là lòng của nó là một tấc 14, gọi là máy 4 súp áp này, cò to này. Vòng tua của nó là 2002 và mã lực của nó là 375 PS nhá, một tấc 14, máy Trung Quốc. Đổ đi em ơi, bây giờ em sẽ lổ và quay lên trên kênh bán hàng của mình. Anh em có nhu cầu mua buôn mua lẻ thì cứ liên hệ nhá, lổ đi em. Em du luôn. Quá êm. Không có một tí khói nào luôn này anh em này. Không đổ hơi nhá. Quá êm luôn.
quá khỏe. Em dù luôn nhá. Ok baby luôn. Quá khỏe luôn. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Tắt đi. Điểm 10 cho chất lượng rồi nha anh em nhá. Không khói, không đổ hơi. Thực ra là máy này em đã lổ 5-7 phút gửi cho anh Giai rồi. Anh Giai ok rồi. Đây là em lổ lên để đăng lên trên kênh TikTok, YouTube để cho mọi người xem được video, là mọi người biết là bên cơ sở em những cái mặt hàng này còn rất là nhiều và máy rất là đẹp. Anh em có nhu cầu mua buôn mua lẻ thì anh em cứ liên hệ cho em, hoặc là các loại động cơ xe tải của anh em nhá, nó bị hỏng, anh em cứ đang cần thay thế xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, hoặc là các loại mua các loại động cơ xe tải về để lắp vào tàu thuyền ra biển đánh cá này, lắp vào máy hút cát này, hoặc là chế cháo vào các loại máy cày, máy xe ba bánh công lông, hay là mua về để chế vào khoan giếng hay là tưới tiêu hay gì. Có anh em mua các loại động cơ máy gặt hay bơm máy gặt cứ liên hệ cho em, hoặc là các loại động cơ máy múc, máy đào, máy công trình anh em nhá, không thiếu gì, mua về để về lắp vào máy phát điện, máy thủy nhá. Hoặc là có nhu cầu đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to, anh em cần tư vấn gì cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và cái điều thứ hai nữa là nếu mà có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải lưu ý là phải tìm hiểu thật kỹ cơ sở nào người ta có cơ sở đàng hoàng, làm ăn uy tín thì anh em hãng cọc tiền mua máy nhé. Đừng có vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín, rồi bị người ta lừa mất tiền cọc nhiều lắm. Tìm cái cơ sở nào uy tín, cơ sở lớn uy tín nhá anh em nhá. Và cái điều thứ ba là điều cuối cùng, nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, chưa đến mức phải thay cả một con máy này, anh em cần mua cái đồ gì về để thay thế như lốc, trục quy lát, bơm kim, đè phát turbo, hay là heo bọng, hay bất kỳ cái bộ phận gì một con ốc rồi mà chỗ cái cơ sở đồ mới, đồ cũ ở gần anh em nó không có bán đấy, anh em không mua được ấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu cái món đồ mình muốn mua qua cho em là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được nhá anh em nhá. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn, vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vật của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo anh ơi giúp em với bán cho em cái đồ này, cả bây giờ em tìm khắp nơi rồi không có, bây giờ không có nó thì xe không chạy được, máy không lổ được. Bán cái đồ vật nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở, tắt nước đi thì lấy cái cơ sở của mình thôi. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc, cầu cống, số má gì thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình. Cái điều đấy là điều mình sẽ được. Vì thế mà lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ anh em. Dù là có những lúc anh em mua con ốc, nhờ mua con ốc hay là cái dây tí ô ấy, bé tí thôi, nhưng vẫn giúp đỡ anh em hết mình luôn. Cái gì nó có giá của nó mà anh em. Đấy nhá, như vậy là cái đơn hàng hai con máy, một con máy 6D24 và một con máy Comin L375 cho anh Giai ở Châu Thành, Kiên Giang đã xong. Xin chân thành gửi lời cảm ơn anh vì một khách hàng quen thuộc của em. Lâu lâu anh em lại ủng hộ nhau. Chúc anh mua máy của em về lắp cho khách sớm sớm bán hết nha. Và chúc cho con máy của mình lúc nào cũng khỏe mạnh, ok, chạy thoải mái, mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho anh, cho khách hàng đã mua nó, và xứng đáng với đồng tiền mà khách hàng đã bỏ ra để mua nó về nha mọi người nha. Em Hưng cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Động cơ ô tô Hồng Thịnh, uy tín tạo lên thương hiệu nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Uy tín quyết định tất cả anh em ạ. Hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá. Một dãy máy đang chờ để lổ này anh em ơi.